chát quá, biết tìm ai làm người thay thế cho cô ở đây chứ. Nè, có ý kiến gì hay không? Sao cũng được hết. Trời ơi, ai là người thích hợp đặt sao có thể khiến cho mình ấy ăn phần tủ gì đây? Người nào có tính nhiều chuyện.